Vâng, và chúng ta đang trở lại với trận chung kết trong khuôn khổ giải vô địch cúp nhà vua mùa giải năm nay. Sau hiệp một đầy căng thẳng thì hiệp hai trời bỗng đổ mưa không dứt, và đúng là thời tiết đang có vẻ như không chiều lòng ban huấn luyện của cả hai đội. Và ngay lập tức đội làng trên quyết định thay người với con áp chủ bài của mùa năm nay, đó chính là cầu thủ Tùng Ghết. Cầu thủ được đội làng trên trèo kéo và giấm dúi mua về trong mùa giải năm nay để quyết định chiến đấu trong trận chung kết với đội làng dưới. Cả làng đang thực sự trông chờ anh tỏa sáng, và chúng ta hãy cùng xem lần đầu tiên ra sân của anh như thế nào. Thời tiết luôn luôn là một vấn đề rất quan trọng trong thể thao, không chỉ bóng đá. Và những ai đá bóng thì luôn luôn hiểu thời tiết đóng vai trò quan trọng như thế nào. Và hôm nay nhân một buổi tối khá mưa gió thì mình sẽ gửi đến tất cả mọi người một topic khá hot mà rất nhiều người đã hỏi mình, đó chính là đá bóng ở trời mưa. Vậy thì cùng với mình trở lại channel ngày hôm nay xem là những kỹ thuật nào để chúng ta có thể khắc phục và đá bóng tốt nhất khi trời mưa. Here we go! Vấn đề đầu tiên mà tất cả mọi người nghĩ đến khi đá bóng trời mưa, đó chính là khả năng trơn trượt. Và khi mà trơn trượt ở đây thì chúng ta cần phải khắc phục rất nhiều điều. Vậy thì trong tập lần này thì chúng ta sẽ đi đến 3 phần chính, đó chính là đầu tiên là khả năng kiểm soát bóng khi trời mưa. Tiếp theo đó chính là vượt qua đối thủ, sử dụng kỹ năng, những kỹ thuật nào để vượt qua đối thủ trong trời mưa. Và điều cuối cùng đó chính là dứt điểm. Dứt điểm làm sao để chúng ta có thể hiệu quả nhất và tốt nhất. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề đầu tiên, đó chính là vấn đề khi mà chúng ta nhận bóng, đỡ bóng, kiểm soát bóng trong lúc trời mưa. Ở đây những ai đá bóng trời mưa thì đều hiểu là khi chúng ta nhận bóng ở trời mưa khả năng trơn trượt rất là cao. Vậy thì chúng ta cần phải sử dụng những kỹ thuật nào để có thể đỡ bóng một cách chuẩn xác nhất. Điều đầu tiên mình cần lưu ý đó chính là các bạn không nên đỡ bóng bằng gầm giày. Với thời tiết bình thường, thời tiết nắng và cái độ ma sát tốt thì chúng ta hoàn toàn có thể nhận bóng bằng gầm giày để có thể dễ dàng hơn kiểm soát bóng cũng như là control để vượt qua đối phương. Nhưng với trời mưa, khi mà chúng ta đỡ bằng gầm giày thì chúng ta sẽ không thể kiểm soát được độ ma sát cũng như là khả năng trơn trượt khi mà bóng lọt qua gầm giày là rất cao. Mình sẽ chỉ các bạn hai phần, đó chính là các bạn đỡ bóng sệt và đỡ bóng bổng. Những cái mẹo để chúng ta có thể khắc phục nó. Điều đầu tiên khi mà chúng ta đỡ bóng trời mưa thì chúng ta cần tập rất chắc vấn đề đỡ bóng bằng lòng bên trong, bằng hai chân. Những pha bóng sệt thì chúng ta cần phải trụ rất chắc. Khi mà bóng đến thì chúng ta nhún xuống một chút, trùng chân trụ. Và sau đó khi mà bóng đập vào đây rồi thì chúng ta sẽ kiểm soát bóng. Sau đó thì chúng ta có thể sử dụng gầm giày, hoặc là chúng ta có thể truyền hoặc là chạy tức thì để có thể truyền cho đồng đội. Phần thứ hai khi mà chúng ta nhận bóng đó chính là một cái phần rất là quan trọng mà rất là nhiều người mắc phải, đó chính là chúng ta đỡ bóng bổng. Với thời tiết bình thường thì chúng ta sẽ có một cái điểm ma sát khi mà bóng rớt xuống đất một cách rất chắc chắn, và chúng ta có thể đoán được cái hướng ngay sau đó khi mà bóng nảy. Nhưng mà với trời mưa thì không, chúng ta khá là khó có thể căn được cái lực bóng nảy, bởi vì khi mà bóng nảy xuống mặt cỏ với trời mưa thì bóng sẽ bay ra một cái hướng rất là khó đoán. Và chính vì thế mẹo ở đây là gì? Điều đầu tiên là chúng ta cần phải cố gắng nhận bóng ở bước đầu tiên. Nhận bóng ở đây là gì? Chúng ta phải nhận bóng có thể đang trên không, hoặc là chúng ta phải nhận bóng ngay khi trước khi bóng chạm xuống dưới đất. Hoặc là khi mà bóng chạm dưới đất thì chúng ta phải dùng động tác đỡ bóng vào lòng trong, hoặc là làm thế nào đó để nhận được bóng một cách tốt nhất ở trong lần chạm bóng đầu tiên. Còn trong trường hợp chúng ta không thể đuổi kịp bóng tới, hoặc là chúng ta bị lỡ trớn, thì chúng ta cần phải chặn bóng ngay khi mà bóng vừa mới trơn trượt. Bởi vì thường khi mà bóng chạm xuống mặt đất thì bóng sẽ trơn trượt về phía trước, thì chúng ta cần phải tính toán trước, bóng rơi chúng ta phải chạy thật nhanh về phía trước và chặn bóng khi mà bóng rơi xuống, và chúng ta sử dụng ngực khi mà bóng chạm xuống dưới đất, hoặc là sử dụng các kỹ năng khác để kiểm soát bóng hoàn toàn. Phần tiếp theo đó chính là khả năng khống chế bóng, kiểm soát bóng và vượt qua đối phương khi chúng ta đá bóng trời mưa.
Thì những động tác nào để chúng ta có thể sử dụng được khi mà chúng ta đá bóng trong trời mưa? Ở đây khi trời mưa trơn trượt thì mình gợi ý các bạn sử dụng 3 kỹ thuật chính để chúng ta có thể vượt qua đối phương. Ngay sau khi chúng ta đã nhận bóng thành công và chúng ta đụng mặt một đối một với đối phương thì chúng ta sử dụng một vài động tác. Động tác đầu tiên đó chính là Poke and Run, là một động tác mình đã hướng dẫn tất cả mọi người ở trong video lần trước. Video 5 kỹ thuật qua người cơ bản nhất phần 1. Động tác này rất là đơn giản, khi mà chúng ta nhìn thấy khoảng trống phía sau, chúng ta sử dụng mũi, giày hoặc là lòng trong của chân. Chúng ta giả vờ đánh ra hướng đối phương sang một hướng, chúng ta poke bóng, xỉa bóng. Thậm chí khi mà bóng động cũng như vậy, khi mà đang một đối một thì chúng ta có thể xỉa bóng và chúng ta chạy luôn ra phía sau để vượt qua đối phương. Động tác này tại sao nó có tác dụng tốt khi mà chúng ta sử dụng trời mưa chân trượt, đó chính là điểm chạm rất là ít. Và thứ hai là nếu mà khoảng trống thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng và chạy rất là nhanh. Kỹ thuật thứ hai mà mình muốn hướng dẫn tất cả mọi người đó chính là kỹ thuật shoulder panam, một kỹ thuật mà các bạn cũng thường thấy Messi thường làm, và nó cũng là kỹ thuật mình đã hướng dẫn tất cả mọi người ở những video lần trước. Với kỹ thuật shoulder panam này thì là một kỹ thuật mà các bạn đối mặt một đối một với đối phương và đối phương đang khá là gần với các bạn. Các bạn cần phải sử dụng body của mình rất nhiều để đánh lạc hướng đối phương sang một hướng nhất định, và sau đó sẽ sử dụng mũi giày hoặc là lòng trong để xỏ hàng đối phương và sau đó vượt qua phía sau. Đây là một động tác mà mình hướng dẫn các bạn cũng khá là nhiều lần rồi. Nhưng mà với các động tác này chúng ta cần lưu ý một chút, khi mà chúng ta sử dụng nó thì chúng ta cần phải đặt trụ, cũng như là khi chúng ta chạm bóng thì phải chạm bóng một lực vừa phải, cũng như là tính toán được khoảng trống ở phía trước khi chúng ta vượt qua chúng ta làm thế nào để có thể thuận tiện nhất. Đây là hai kỹ thuật mà mình cảm thấy tự tin nhất để khi mà đá bóng trời mưa chúng ta vượt qua đối phương 1-1. Vấn đề cuối cùng mà các bạn cần phải lưu tâm cũng là một vấn đề khá quan trọng, đó chính là vấn đề dứt điểm khi mà chúng ta đá ở trời mưa trơn trượt, và nó khá khó với tất cả các cầu thủ, đặc biệt là tiền đạo cũng như tiền vệ. Khi mà chúng ta bắt đầu sử dụng các kỹ năng để dứt điểm ở trời mưa trơn trượt thì chúng ta cần phải lựa chọn các cái phương án dứt điểm nào an toàn nhất và hiệu quả nhất. Ở đây thì chúng ta khá là khó để có thể sử dụng cái cú power shot khi mà chúng ta dứt điểm ở những tình huống cố định. Sút knuckle ball là hoàn toàn rất khó, bởi vì là chúng ta không kiểm soát được ma sát bóng cũng như điểm chạm, chỉ cần chạch một chút thôi là bóng bay ra ngoài. Vậy thì những kỹ năng sút tình huống cố định theo mình tốt nhất đó chính là chúng ta sẽ sử dụng kỹ năng sút rocket, một kỹ năng mà theo mình khi chúng ta sút phạt trời mưa trơn trượt khá hiệu quả. Sử dụng kỹ năng này như thế nào? Điều đầu tiên, khi chúng ta lấy đà và đặt trụ thì chúng ta sẽ xác định điểm chạm ở trên bóng, đó chính là điểm chạm phần phía trên này. Bình thường khi mà thời tiết bình thường chúng ta có thể sút vào giữa và sút ở phía dưới. Nhưng mà khi chúng ta sút trời mưa thì chúng ta cố gắng sút hơi trên phần trọng tâm của bóng một chút. Và cái hướng sút của chân chúng ta không thể là song song với mặt đất, mà hướng sút sẽ gần như là cắm xuống. Mình ví dụ đây là mặt cỏ. Khi mà chúng ta sút knuckle ball hay là curve thì chúng ta có thể sút song song với mặt cỏ như thế này. Nhưng mà khi chúng ta sút ở trời mưa thì chúng ta cố gắng làm sao cắm chân xuống như thế này. Vì sao? Bởi vì chúng ta sẽ bù trừ được cái ma sát của bóng và bù trừ cho bóng không bị bay vọt lên cao. Đây là khi chúng ta dứt điểm ở tình huống cố định. Còn tình huống tiếp theo thì sao? Các tình huống khi mà chúng ta đang có bóng, chúng ta đối mặt thủ môn hoặc chúng ta đang cần phải vượt qua để dứt điểm, mình cũng prefer là các bạn sẽ phải sử dụng mẹo là các bạn sút làm sao cho chân của mình chúi xuống một chút. Một phần nữa, khi mà chúng ta dứt điểm ở tình huống cố định sút thì mình nghĩ là mà các bạn có thể sút bóng sệt cũng là một cách khá là tốt. Tuy nhiên thì sút bóng sệt thì để mà sút bóng mạnh và lừa được đối phương cũng là một điều khá là khó, chúng ta cần phải tập rất là nhiều. Còn khi mà chúng ta dứt điểm một chạm, dứt điểm trên không khi mà trời mưa trơn trượt thì mình không prefer lắm, mình không có gợi ý lắm. Bởi vì sao? Bởi vì những cái kỹ năng đó khá khó để chúng ta có thể hoàn thiện khi mà trời mưa. Thì các bạn cố gắng sử dụng bước 1, các bạn chạm bước 1 một cách tốt nhất, first touch, làm sao để đánh lạc hướng đối phương hoặc để tạo khoảng trống để cho chúng ta dứt điểm, và sau đó thì chúng ta sử dụng kỹ năng sút như mình vừa chỉ. Còn tình huống tiếp theo thì sao? Các tình huống khi mà chúng ta đang có bóng, chúng ta đối mặt thủ môn hoặc chúng ta đang cần phải vượt qua để dứt điểm thì mình cũng prefer là các bạn sẽ phải sử dụng mẹo là các bạn sút làm sao cho chân của mình chúi xuống một chút, hoặc chúng ta có thể sút sệt là một
hoặc là sửa bóng vào góc xa khung thành là những cái cách mà chúng ta khắc phục được chuyện trơn trượt rất tốt. Vừa kết thúc tập lần này với các mẹo vặt để các bạn làm sao có thể đá bóng tốt nhất khi trời mưa. Và như thường lệ thì đừng quên quay lại tất cả những video tập luyện hay là thi đấu bóng đá của các bạn gửi về địa chỉ email của mình tunggetfreestyle@gmail.com để có thể xuất hiện trên chính channel này. Như thường lệ thì hãy comment tất cả những động tác mà các bạn mong muốn mình thực hiện nữa. Mình sẽ nghiên cứu xem động tác nào hay ho, mình sẽ hướng dẫn cũng như là chỉ các bạn làm sao để các bạn ứng dụng hiệu quả nhất trong sân bóng đá. Trước khi tắt màn hình thì nhớ like và share video của mình nữa. Nhớ là tập luyện thật nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người bên sau. Bye.